Dạ Nhưng rồi. mà một trong hôm nay cũng là một cách mà Hương sẽ chia sẻ với anh chị một cách tương tác ở trên Zoom, bởi vì không thể lúc nào chúng ta cũng nói được. Nếu mà các anh chị nghe thấy Hương nói rõ và nhìn màn hình thì mọi người thả cái tín hiệu như này là ok ạ, là Hương sẽ nhìn thấy các anh chị. Ok, vâng, cảm ơn thầy Thái làm rất đẹp ạ. Chủ đề hôm nay Hương chia sẻ cùng với cộng đồng của chúng ta đó là tôn trọng sự đa dạng trong giao tiếp. Hương ơi, chị Hương có thể cho full màn hình được không? Full màn hình. Dạ. Chị đang bị cái này. Dạ, bên cạnh chị. Chị đang Góc nhìn ở là bên cạnh đó. mọi người nhìn thấy full màn hình chưa ạ? Dạ, ok rồi chị. Vâng, một số số liệu thống kê mà Hương muốn chia sẻ với các anh chị em trong buổi sáng nay là theo Tổ chức Y tế Thế giới, toàn cầu có khoảng 466 triệu người, khoảng 5% dân số bị nghe kém, trong đó 34 triệu là trẻ em. Và ở Việt Nam thì cái con số cũng khá là giật mình. Tất nhiên là con số này nó cũng là assume thôi chứ cũng không hoàn toàn là chính xác. Tôi nghĩ là có thể nó sẽ nhiều hơn, bởi vì trước đây thì cái việc mà dữ liệu có vẻ là cũng vẫn chưa được tốt lắm, bởi vì vẫn còn đâu đó một số những bạn khiếm thính chưa được khai sinh, chưa được thực hiện quyền sinh tồn. Đó là cái điều mà rất là trăn trở của những người làm công việc cộng đồng, người khiếm thính như chúng tôi. Việt Nam thì có hơn 2,5 triệu người khiếm thính, và cái tỷ lệ này so với dân số của chúng ta hiện tại gần 10 triệu người, đâu đó chiếm phải khoảng 0,25 đúng không ạ? Vâng, thì thực ra con số nó sẽ nhiều hơn rất nhiều đấy ạ. Và ước tính đến năm 2050 sẽ tăng gấp đôi, tức là chúng ta sẽ có khoảng 1 tỷ người. Cứ độ khoảng 10 người thì có một người sẽ bị ảnh hưởng bởi vấn đề về thính giác, và nguy cơ trẻ em nghe kém ngày càng Ơi, chị Hương ơi, em xin lỗi chị Hương một xíu ạ. Là tăng. một số anh chị thì đang nói rằng là không nhìn thấy hình ảnh của cô Lan phiên dịch đó. Thì xin các anh chị là các anh chị có thể tự pin cái màn cái hình ảnh của cô Lan trên cái màn hình của mình ạ. Vâng, tự pin cái màn cái hình ảnh của cô thì sẽ thấy được ạ. Có nghĩa rằng là mình sẽ pin hai người, đó là pin hình ảnh của chị Chử Thanh Hương và pin hình ảnh của chị Lan ạ. Vâng. Hôm nay cũng là buổi đầu tiên mà chúng ta ra mắt cái hoạt động này nên là cũng đang trong quá trình thử nghiệm nên là các anh chị có góp ý ạ. À có ạ, có chị Đam đã nói là nhìn thấy rõ rồi ạ. Vâng. Dạ vâng, em mời chị Hương tiếp tục ạ. Em xin Đúng lỗi. chưa ạ? Vâng. Vâng, tại vì là đúng thực sự là phải các bạn phải nhìn thấy hình cô Lan. Thì hôm trước chúng tôi trao đổi là các bạn phải pin cô Lan lên ạ. Các bạn đã pin được hết chưa ạ? Các anh chị pin được hết chưa ạ? Một cái chắc là mình sẽ record lại cái này và đúng không ạ? Và để lại lên YouTube đúng không? Dạ đúng rồi, có anh chị hỏi là người dự thính thì hình như không pin được thì các anh chị phải vào phòng Zoom chính các anh chị mới có thể làm được việc này ạ. Nên là xin mời các anh chị dự thính ở bên ngoài thì các anh chị hãy bấm nút giơ tay ạ, raise hand ở phía dưới ạ thì để cho ban tổ chức có thể mời các anh chị vào được ạ. Dạ để cho pin dự Là buổi đặc biệt là cũng là buổi đầu tiên chúng tôi ra mắt và thử nghiệm cái phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, do đó là có thể là sẽ hơi mất thời gian của các anh chị một chút. Nhưng mà một tẹo nữa, chúng ta sẽ quay lại cái việc mà tôn trọng sự đa dạng trong giao tiếp, và tôi nghĩ các anh chị sẽ đồng cảm hơn rất là nhiều. Chị có bắt đầu được chưa ạ, Hoàng Mai? Dạ vâng chị tiếp tục đi ạ. Dạ. Được. Như Hương vừa chia sẻ là ước tính đến năm 2050 thì cái tỷ lệ cái người mà bị khiếm thính sẽ ngày càng tăng lên, cả người lớn lẫn trẻ em, đặc biệt là trẻ em, với những cái tác nhân bên ngoài tác động đến, ví dụ như là ô nhiễm tiếng ồn, bệnh lý dùng thuốc hoặc là bệnh tật, thì những đấy là những cái vấn đề mà rất là nhiều. Tuy nhiên thì tôi sẽ quay trở lại trong một cái chia sẻ sau, nếu mà có cơ duyên tiếp tục, để cái việc mà chúng ta làm thế nào để lường tránh được những cái vấn đề này. Và đây là cái bảng thính lực đồ, để chúng ta hiểu về cái thính lực đồ. Tôi có thể là có nhiều người đã nhìn cái bảng thính lực đồ này rồi, nhưng mà có nhiều người chưa nhìn bảng thính lực đồ này. Vậy tôi sẽ đi qua. Đầu tiên thì tôi cũng muốn giao lưu một chút là các anh chị sẽ gọi những người điếc, mà các bạn nhìn thấy ngoài người khiếm thính ấy là gì ạ?
Có thể mời một hai người, năm người ạ. Có thể trả lời là các anh chị sẽ gọi những cái người mà các anh chị gặp ngoài đường mà người ta không nghe nói được thì các anh chị gọi là gì ạ? Ở đây thì chị Hương không nhìn thấy mọi người. Xin mời thầy Thái ạ, chủ giảng, đồng chủ giảng. Xin mời thầy Thái, thầy đã bao giờ gặp người biết và người khiếm thính chưa ạ? Và thầy gọi họ là người gì ạ? Dạ, em chưa giao tiếp trực tiếp với người khiếm thính bao giờ. Thầy chưa giao tiếp nhưng mà trong đầu thầy thì hình dung là thầy sẽ gọi họ là người gì ạ? Thì em gọi khiếm thính thôi. À dạ vâng, cảm ơn thầy. Hương có thấy mà hầu 128 người raise hand thì không rõ. À nhắc lại, vâng mời anh nhắc lại. Dạ, gọi là câm điếc ạ. Anh gọi là câm điếc ạ. Dạ. À, bạn này là bạn kiếm tình đúng không Lan? Không ạ. Dạ, mình nhìn thấy màn hình còn một bạn nữa là Vũ Hiệu. Rất rất nhiều người raise hand, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chứng tỏ là các bạn rất quan tâm đến đối tượng này. Bạn Vũ Hiệu, mình vừa nhìn thấy bạn Vũ Hiệu raise hand. Bạn sẽ gọi người điếc, người khiếm thính là gì ạ? Có lẽ là nhiều người raise hand quá chăng? Dạ, chị ơi, đấy Mai sẽ gọi là người điếc, người khiếm thính là gì cô Mai? Dạ, em thì thấy, dạ, em thì bây giờ thì em vẫn sử dụng là gọi là người khiếm thính, nhưng mà trước kia thì em sử dụng cái từ đó là người câm điếc ạ. Ừ. Đấy là hồi xưa, còn bây giờ thì gần như em chỉ sử dụng người khiếm thính thôi ạ. Vâng, rất là cảm ơn. Cảm ơn sự chia sẻ của các anh chị có thể đánh lên trên chat cũng được ạ. Vâng, thì đầu tiên thì tôi chia sẻ một chút xíu về cái thính lực đầu. Với người bình thường thì chúng ta sẽ nghe độ khoảng âm 10 dB cho đến, các bạn nhìn cái vùng trắng trắng này, từ âm 10 dB cho đến 25 dB là cái vùng thính lực bình thường của chúng ta. Và từ 30, 25 cho đến 40 dB là mất thính lực nhẹ. Và từ 40 dB đến 70 dB, nó được phân ra là hai mạng. Thứ nhất là mất thính lực vừa phải, mất thính lực hơi nghiêm trọng. Và từ 80, 70 đến 90 dB là mất thính lực nghiêm trọng. Còn từ 90 đổ xuống là mất thính lực hoàn toàn. Và hiện tại thì nó rất có nhiều trường phái gọi người khiếm thính như thế nào. Và cách gọi đó nó cũng liên quan đến cái vấn đề gọi là tôn trọng, sự khác biệt. Thì ở đây, ở trên thế giới thì bây giờ người ta dùng những cái từ mà nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Bởi vì cái quan điểm của người ta là sẽ làm thế nào cho nó nhẹ nhàng hơn. Không phải là nhẹ nhàng hơn, mà nó được coi là một cái dạng khiếm khuyết về nghe nói. Gọi là khuyết tật dạng nghe nói. Như các bạn nào làm trong ngành lĩnh vực đặc biệt thì sẽ thấy là có cái dạng khuyết tật gọi là dạng khuyết tật nghe nói. Thì tất cả đây đều được coi là dạng khuyết tật về nghe nói. Ở Việt Nam mình thì mất thính lực từ nghiêm trọng đến mất thính lực hoàn toàn thì mới được xác nhận là khuyết tật. Tuy nhiên thì với những bạn lớn tuổi hơn thì họ sẽ mong đợi được gọi là người điếc, bởi vì họ sử dụng ngôn ngữ ký hiệu như là bạn Lan đang phiên dịch. Nhưng mà cũng có những trường hợp là điếc nhẹ thôi, mất thính lực nhẹ thôi, hoặc là hơi nghiêm trọng thôi. Ví dụ tôi đi về các cái tỉnh ở xa xa làm những cái chương trình cộng đồng, thì những ở tại những tỉnh đó thì phụ huynh không có cái điều kiện để mang con đi kiểm tra thính lực và để được đeo một cái thiết bị trợ thính phù hợp hoặc là được can thiệp phù hợp, can thiệp trị liệu tích cực. Do đó là các bạn không thể nghe được nhiều, nghe vẫn nghe được nhưng không thể nói được. Và không phải là đeo thiết bị trợ thính vào là có như một chiếc đũa thần kỳ vậy một cái là có thể nghe nói được. Không, với những bạn khiếm thính thì chúng ta sẽ phải trị liệu rất là nhiều để các bạn nghe nói được. Vì vậy những cái bạn đó nếu không được can thiệp trị liệu thì các bạn sẽ dùng ngôn ngữ ký hiệu. Và cộng đồng dùng ngôn ngữ ký hiệu thì họ mong muốn được gọi là người điếc. Tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta cũng sẽ tôn trọng họ thôi. Nếu họ muốn được gọi người điếc, nếu các bạn đi gặp đặc biệt những bạn lớn, họ muốn họ gọi được là người điếc thì các bạn cứ gọi là người điếc.
bởi vì chúng ta đang tôn trọng sự khác biệt ở đây. Còn với chúng tôi thì cái quan điểm của tôi, bởi vì cũng bật mí với các anh chị, tôi cũng là một phụ huynh có con khiếm thính, và đó là một câu chuyện rất là dài tại sao tôi thành lập cộng đồng phụ huynh có con khiếm thính, và hiện nay đổi tên là Hội Cha Mẹ Trẻ Khiếm Thính và Người Khiếm Thính Việt Nam. Nó là một câu chuyện rất rất là dài, và hiện nay thì tôi đã nghỉ toàn bộ cái sự nghiệp của tôi, và tôi dành 100% thời gian, công sức cũng như tâm huyết, trí tuệ của mình cho cộng đồng người khiếm thính Việt Nam. Và chúng tôi mong đợi được gọi là người khiếm thính. Tiếng Anh nó gọi là People with Hearing Impairment. Thì cái đó nó là một cái cách gọi chung để chỉ cho người dùng ngôn ngữ ký hiệu, hay ngôn ngữ tổng hợp, hay là ngôn ngữ giao tiếp bằng ký hiệu như bạn Lan đang làm ở đây. Vâng, và tôi đi rất là nhanh với cái việc hệ lụy mất thính lực ạ. Đối với trẻ em thì nghe kém hậu quả thực sự là nặng nề cho trẻ trong cái việc học nói, phát triển ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, khả năng học tập, cơ hội nghề nghiệp, cũng như là tính cách của trẻ. Và trong cái việc phát triển ở đây, chắc nhiều nhà giáo dục làm việc với trẻ nên sẽ hiểu là cái việc phát triển của trẻ thì vô cùng quan trọng từ 0 cho đến 5 tuổi. Và cái vùng ngôn ngữ của trẻ cũng vậy. Tuy nhiên, nếu mà trẻ không được phát hiện sớm và không được trang bị thiết bị máy trợ thính phù hợp với mức độ mất thính lực của trẻ và được can thiệp phù hợp, can thiệp một cách đúng cách, thì hậu quả để lại là trẻ sẽ không thể đi học hòa nhập được này, không thể giao tiếp được với bố mẹ này, giao tiếp rất là khó khăn. Và nếu không được đi học thì các bạn sẽ, và nếu không được dạy về ngôn ngữ ký hiệu đó, thì các bạn sẽ sống rất là bản năng. Nó ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đến cái xây dựng hình thành tính cách của một đứa trẻ. Và đấy là cái điều mà chúng tôi vô cùng là trăn trở, để làm thế nào mà giúp cho tất cả những đứa trẻ em khiếm thính Việt Nam có được một cái lộ trình điều trị tốt nhất, có được cái sự tư vấn một cách đầy đủ nhất, để giúp cho ba mẹ có thể định hướng và giúp đỡ con được sớm nhất. Vì khi mà bị khiếm thính thì đó là một cái trường hợp mà chúng tôi ở trong những cái từ chuyên môn chúng tôi gọi là emergency case, nó là cái trường hợp cấp cứu, và ngay lập tức chúng ta phải trị liệu, chúng ta phải mang con đi trị liệu. Và đối với những người khiếm thính lớn tuổi thì sao ạ? Rất khó hiểu những cái hội thoại, chắc chắn rồi ạ. Ví dụ những bạn mà không nghe được hoặc nghe được rất ít và không trị liệu để nghe nói được, thì nhìn màn hình như này mà không có chị Lan đây thì sẽ không hiểu được hội thoại như thế nào cả. Và họ sẽ không nghe tròn âm, nghe không rõ. Nhưng lúc nãy các anh chị nghe thấy tiếng tôi rè rè đấy ạ. Thực ra cũng có chủ ý của tôi khi tôi để rè rè ban đầu, và tôi sẽ đưa vào tại sao bây giờ các anh chị nghe rõ hơn, đúng không ạ? Thì đó cũng là lý do mà những người khiếm thính đó sẽ nghe rất là khó khăn. Vâng, nghe không rõ hoặc là hiểu nhầm ý, hiểu sai ý. Cái chuyện mà các bạn thấy là các ông bà già đến lứa tuổi mà bắt đầu nó bị lão hóa đó thì sẽ hầm hả rất là nhiều. Thì tương tự như vậy với những người lớn tuổi, họ sẽ không nghe rõ đâu. Và cái việc mà nghe nhầm này, hiểu sai ý là chuyện hoàn toàn, và dẫn đến cái việc họ thiếu tự tin, họ ngại giao tiếp, và dẫn đến cô độc, tự ti, hoặc thậm chí là trầm cảm. Có những người đã tự tử, họ ảnh hưởng đến bệnh tật của họ. Và đương nhiên điều đó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất là nhiều, đến cơ hội học tập, việc làm và thực hiện quyền công dân của mình. Và những người này, bởi vì họ đâu có được lắng nghe, được chia sẻ, những cái đó nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều trong cuộc sống. Ví dụ những cái buổi Zoom cực kỳ hay như thế này của bên thầy Thái chẳng hạn, thì những người khiếm thính đâu có một cơ hội để mà họ được chia sẻ, đúng không ạ? Bởi vì nếu họ vào, họ không nghe được, họ không có phiên dịch thì hơi emotion khi nói chuyện về người khiếm thính một số. Các phương tiện giao tiếp với người khiếm thính, người biết ở đây thì bởi vì tôn trọng sự khác biệt nên từ slide này các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ để là người khiếm thính và người biết, bởi vì ở Việt Nam mọi người vẫn mong đợi là được gọi một số nhóm người cũng khá là nhiều, những bạn lớn tuổi vẫn mong đợi được gọi là người biết.
và những cái người nhỏ tuổi hơn thì bố mẹ như chúng tôi nhỉ, tôi mong đợi rằng là sẽ được gọi là người khiếm thính, bởi vì đó là một dạng tật và chúng tôi mong đợi một cái cơ hội hòa nhập, một cơ hội sống độc lập cho những đứa trẻ đó hoàn toàn như những đứa trẻ khác. Cái phương tiện giao tiếp chính, có ba phương tiện giao tiếp chính, đó là ngôn ký hiệu, như bạn nhìn thấy chị Lan nói ạ, ngôn ngữ tổng hợp, đó là những cái người mà người ta vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu vừa sử dụng sức nghe còn lại của người ta, nhìn khẩu hình đó, và cái ngôn ngữ nghe nói như chúng ta đang nghe nói đây ạ. Tất nhiên là nó cũng sẽ không được 100%, có những bạn nghe rất tốt và có những bạn chưa nghe được thực sự tốt. Đó phụ thuộc rất là nhiều vào cái khả năng nghe còn lại của trẻ, cái việc cái thiết bị trợ thính phù hợp đã phù hợp với trẻ hay chưa, hay là cái việc mà trẻ đã được can thiệp một cách tích cực đúng phương pháp hay chưa. Mà trẻ nghe nói được thì chúng tôi gọi đó là hành trình đi tìm âm thanh, bởi vì đó là một cái hành trình cực kỳ là dài lắm các anh chị ạ. Bởi vì một đứa trẻ mà nghe được là từ trong bụng mẹ, nó đã được nghe đúng không ạ, được nghe rất là nhiều, và trong những cái cuốn thai giáo đó, người ta nói là cho trẻ nghe từ trong bụng mẹ, nghe nhạc như nọ kia để phát triển cái vùng kích thích, phát triển cái vùng mà thần kinh ngôn ngữ của trẻ. Nhưng mà những đứa trẻ khiếm thính là nó đã mất khoảng thời gian nghe từ trong bụng mẹ. Đấy là những bạn trẻ mà bị điếc bẩm sinh đó ạ. Đó là một quá trình hồi phục vô cùng là vất vả để trẻ có thể nghe nói được, cũng như là về mặt tài chính, thời gian, công sức của gia đình. Và chúng ta sẽ đi đến những cái vấn đề mà có thể đâu đó trong cuộc sống hàng ngày, có những cách rất là vô tình thôi ạ, chúng ta đã làm tổn thương những người khác mà không biết. Ví dụ có thể là trong cuộc sống các bạn, nếu mà nói ai đó nghe rõ các bạn sẽ nói, ủa làm sao vậy, biết à, không nghe thế ạ. Đã có bao nhiêu anh chị đã từng nói như vậy ạ? Có thể raise hand lên đúng không ạ? Hương sẽ nhìn thấy ở đây các anh chị raise hand là bao nhiêu người đã vô tình thôi, một câu nói rất vô tình. Tôi nghĩ rằng vâng, con số đang tăng lên ạ. Và tôi nghĩ rất là bình thường nếu các anh chị, và tôi hy vọng là sau cái buổi ngày hôm nay thì các anh chị sẽ không nói vậy. Và các anh chị nào ở sao con nghe rõ chưa, chứ đừng nói một câu là ủa biết à. Thực sự đấy là mình nghĩ là câu cửa miệng bình thường thôi, nhưng mà những cái người nghe được ấy vô cùng là tổn thương những người trong cuộc, như là những người mà khiếm thính hay là cha mẹ, người thân của những người khiếm thính sẽ cảm thấy tổn thương vô cùng. Và đây là một câu tôi muốn quốc lại, một cái câu của một cái bạn khiếm thính người nước ngoài ạ. Tôi không hề buồn khi mình là một người khiếm thính, tôi thích sự yên ắng xung quanh cũng như nền văn hóa và phong ngôn ngữ phong phú mà chỉ người khiếm thính được ban tặng, đúng không ạ? Rõ ràng là một người khiếm thính Việt Nam họ có thể sử dụng tận 3 phương tiện giao tiếp, đúng không ạ? Và người bình thường chúng ta chỉ dùng một phương tiện thôi. Tôi rất là tự hào khi bất kể một cái bạn nào có thể giao tiếp được, bất kể là ngôn ngữ ký hiệu, nghe nói hay ngôn ngữ tổng hợp. Nhưng nếu họ giao tiếp được, đó là điều tuyệt vời. Bởi vì con người rất cần sự giao tiếp. Nếu không giao tiếp được thì đó là một cái điều vô cùng bất hạnh. Họ không học tập được, không được chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ra ngoài. Ở đây nếu mà những người nào có người nhà là người khiếm thính, các bạn sẽ hiểu là tại sao họ rất hay cục tính. Họ rất hay cục tính bởi vì sao? Họ rất muốn được giao tiếp mà họ không giao tiếp được. Họ muốn mọi người nghe được, lắng nghe họ được, nhưng không lắng nghe lại họ được. Và đó là cái sự mà cái khoảng cách trong giao tiếp đã làm ảnh hưởng đến tính cách của họ. Vâng, những lời nói, những ám chỉ tiêu cực và sử dụng ngôn ngữ xúc phạm người khiếm thính. Đó, ví dụ như tôi vừa nói đó, các bạn có thể nói là ủa điếc à mà không nghe thấy, nói hoài mà không nghe thấy, gọi 4-5 câu không trả lời, có vấn đề gì sao về mặt thường mọi người bị điếc à, thường mọi người sẽ nói như vậy. Thì những cái diễn đạt như này làm tổn thương sâu sắc đến những người khuyết tật nói chung và những người khuyết tật nói riêng. Thì các bạn cũng lưu ý, ví dụ như là mù, là chắc chắn ở đây sẽ có những bạn khiếm thị đúng không ạ, các bạn sẽ nghe ngay rồi đấy. Thì đường sao đó không nhìn thấy đường, mù mà không nhìn thấy tôi mà đâm sầm vào tôi, mà chắc là các bạn sẽ nghe rất nhiều, đang nghe rất nhiều trong cuộc sống, nhưng mọi người không hình dung được rằng là nó ảnh hưởng như thế nào đến cái
cái người nghe là những cái người trong cuộc, và nó tổn thương sâu sắc đến chúng tôi, những cộng đồng đang làm về người khuyết tật nói chung và người khiếm thính nói riêng. Vâng. Vậy thì có những cách hành xử phân biệt đối xử như thế nào? Với khoảng hơn 1 tỷ người trên thế giới, chiếm đến 15% dân số toàn cầu, hiện đang mắc một số dạng khuyết tật đã được ghi nhận, thì bất kể là thông số có lớn đến như thế nào, việc phân biệt đối xử và có thành kiến đối với người khuyết tật tồn tại dưới rất nhiều hình thức. Và đây thì tôi chỉ phân tích hai cấp độ, thứ nhất là cấp độ cá nhân và cấp độ xã hội. Cái sự thành kiến trong cấp độ cá nhân và phân biệt đối xử thể hiện dưới dạng hình thức dùng khuyết tật của một người để gọi người đó, ví dụ bị điếc chẳng hạn, thanh điếc, hoặc là những người bị khiếm thính chẳng hạn, khiếm thị chẳng hạn, hùng mù đó, thì mọi người chỉ ra rằng vậy. Nhưng đối với những người, nhưng tôi không nói rằng là đối với những người thực sự là bị dạng khuyết tật đó, họ có thể gọi cái nickname của họ như vậy là một sự tự tôn của họ. Như ở đây tôi biết có anh Hùng Hazard 2, anh Hùng bị khiếm thị, anh gọi anh là anh hùng mù. Tôn trọng cái việc mà đặt tên đó là họ thể hiện sự tự tôn của họ, họ tôn trọng họ bảo thế, đấy là một dạng khuyết tật và tôi cho mọi người thấy rằng là tôi có tật đó, thì chúng ta tôn trọng họ. Nhưng khi mà họ không muốn gọi như vậy thì các bạn cũng không thêm vào, ví dụ như là thanh niên hùng mù hoặc là nam thọ, tất cả đó thì chúng ta hoàn toàn tôn trọng và chúng ta không điền thêm mình, trừ khi chính bản thân họ người gọi họ như vậy, thì đấy là cái việc mà chúng ta tôn trọng và chúng ta phải cố gắng để tránh cái việc phân biệt đối xử. Và ở cấp độ xã hội thì sự thành kiến và phân biệt đối xử đối với người khuyết tật có thể là sự bất bình đẳng mà người khuyết tật phải chịu do tác động của luật pháp của chính quyền ban hành. Ví dụ như ở chúng ta thì chẳng hạn như người khiếm thính trước đây thì chưa được xác nhận khuyết tật đâu, nhưng mà gần đây thì mới được xác nhận khuyết tật gần đây, chế độ xác nhận khuyết tật. Nó vẫn còn rất là nhiều câu chuyện về chính sách, mỗi một cái thể chế một đất nước đều có những cái vấn đề của mình, và tôi sẽ không đi sâu về vấn đề này. Nếu mà có một câu duyên nào đó hoặc anh chị nào muốn hỏi thêm về vấn đề mà về chính sách của người khuyết tật nói chung hoặc của người bệnh khiếm thính nói riêng, các anh chị có thể nhắn tin riêng cho tôi. Cái đề tài tôi cũng có thể chia sẻ vì tôi tham gia khá nhiều những hoạt động là kiến nghị vận động chính sách cho người khuyết tật nói chung tại Việt Nam. Vâng, tuy nhiên thì những đôi lúc những việc phân xử, phân biệt đối xử với người khuyết tật cũng có thể là gián tiếp theo ý, thông qua ngôn ngữ công kích cá nhân, và chúng ta cần phải cẩn trọng suy nghĩ thấu đáo trước khi nói. Cái điều thì có thể là mình cũng chưa hình dung rằng là mình vô tình mình nói vậy đâu ạ. Thì với cái văn hóa đại chúng như hiện nay thì cái có vô vàn ví dụ cho những từ ngữ này, mà chắc hẳn là chính chúng ta cũng đã từng sử dụng rồi, như lễ Hương có nói đúng không ạ? Thấy một người bị thọt, bị giảm tật về chân, mình hạn đặt luôn cho họ một cái nickname là thọt. Một người bị điếc khiếm thính hoặc là thanh điếc, rồi là thì đó là những cách mà chúng ta gọi cho những người đó mà không hỏi ý kiến của họ. Chúng ta đang phân biệt đối xử, chúng ta phải tôn trọng họ, và cái việc tôn trọng mọi người chính là tôn trọng bản thân mình. Và cái một trong những cái mà con người cần nhất đó chính là sự tự tôn người khác, tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình. Và cũng rất mong là sau cái buổi chia sẻ này thì các anh chị sẽ hãy hỏi những người kia. Và kể cả bình thường chúng ta cũng sẽ không sử dụng những cái từ ê điếc à hoặc là ê khiếm thính, ê mù mà không nhìn thấy được, thì chúng ta sẽ không có sử dụng những cái điều đó, được không ạ? Và có một sự thật là khi mọi người sử dụng những ngôn ngữ này, những người khuyết tật có thể sẽ cảm thấy mình vô giá trị trong xã hội. Vâng. Và chúng ta sẽ làm gì? Một cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra là chúng ta sẽ làm gì? Bởi vì những người khuyết tật nói chung và những người khiếm thính nói riêng đang được gọi là đối tượng yếu thế. Và một thời gian cũng không biết được đâu, có thể một ngày đẹp trời ở đó, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái khuyết tật. Hoặc đến cái độ tuổi già thì chúng ta được coi gọi rằng là đối tượng yếu thế. Vậy thì cái câu chuyện nhân quả
nó cũng sẽ không phải ở kiếp sau đâu. Chắc là các anh chị nghe thầy Thái chia sẻ rất là nhiều đúng không ạ? Nó ở ngay ở đây, có thể ngay hôm nay, ngay ngày mai. Và chúng ta hãy làm gì? Chúng ta hãy đồng cảm, hãy đặt mình vào vị trí của người cha, người mẹ, cậu con khiếm thính hoặc là cậu con khuyết tật. Chúng ta hãy thử tưởng tượng xem tất cả mọi người sinh ra trong cuộc đời này đều có sứ mệnh của mình. Họ có thể được sinh ra với những hình hài khác nhau. Họ có thể đang phải trả nghiệp cho kiếp trước của họ. Nhưng không ai mong muốn điều đó. Đặc biệt, là những phụ huynh của con khuyết tật. Vậy thì các bạn có thể thả tim cho Hương đúng không ạ? Hương hơi xúc động một chút trong cái câu chuyện này. Và rất mong được nhận sự khích lệ của các bạn. Vâng, điều đầu tiên là chúng ta phải đồng cảm. Không phải chỉ với đối tượng yếu thế đâu ạ. Trong cuộc sống, khi mà chúng ta đặt mình vào người khác, chúng ta sẽ cảm thấy hiểu người khác hơn. Chúng ta sẽ có những cái sự mà thấu cảm hơn rất là nhiều. Và trong cuộc sống nếu không có sự đồng cảm thì cuộc sống đấy nó sẽ rất là đối nghịch với đồng cảm. Nó nghĩa là vô cảm đúng không ạ? Nó có thể là vô tình, nó có thể là cố ý. Và nếu chúng ta đang là những người khỏe mạnh, lành lạnh thì chúng ta hãy biết ơn. Biết ơn vì chúng ta được sinh ra là một người khỏe mạnh, một người lành lạnh, một người bình thường. Và chúng ta hãy chia sẻ cái tình yêu thương của mình đối với những người xung quanh, đối với những người già, đối với những người khuyết tật, đối với những người yếu thế.